vào ngày 20 tháng 9 năm 2019, tức là chỉ còn 5 ngày nữa thì Apple sẽ tung ra trên thị trường thế giới ba cái dòng sản phẩm, đó là iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max, với cái giá khởi điểm là $699 cho iPhone 11, hoàn toàn có thể tiếp cận chặt đứt trái tim của người tiêu dùng trên toàn thế giới. Và mình rất là ấn tượng với hai cái dòng sản phẩm sau là 11 Pro và 11 Pro Max, với những cái tính năng hoàn toàn có thể cho ra những cái bộ phim video chất lượng cao 4K, thậm chí là 120 frame per second, chất lượng giống như là những bộ phim Hollywood các bạn. Và vì vậy mời các bạn hãy cùng mình review những cái điểm đặc biệt của ba cái dòng sản phẩm Apple năm nay nhé các bạn. Đầu tiên đó là mẫu iPhone 11 với 6 màu như các bạn thấy, bắt nguồn cảm hứng từ mẫu iPhone XR năm ngoái, rất là sang chảnh và cầm rất là vừa tay, và cái logo Apple được đưa vào chính giữa mặt sau của cái điện thoại 11 như bạn thấy. Thì hai cái camera đó là camera góc rộng đầu tiên với cái tiêu cự là 26mm và cái khẩu độ là 1.8, và camera thứ hai là super wide angle góc siêu rộng với cái tiêu cự là 13mm và khẩu độ là 2.4. Này, chúng ta có thể chụp được những cái công trình kiến trúc như là tháp Eiffel, và cái góc nhìn ngang thì nó tăng lên 4 lần. Chúng ta có thể lấy được những cái chi tiết xung quanh 4 lần, góc rất là rộng 120 độ, và 12 megapixel như bạn thấy cho cái camera thứ nhất là wide, và camera thứ hai là ultra wide hoặc là super wide angle. Đó, bạn thấy hoàn toàn chúng ta có thể lấy được những cái cảnh vật với cái chiều ngang và chiều cao mà không cần phải lui về sau hoặc tiến về phía trước. Và chính vì cái khẩu độ 1.8 của cái camera với cái tiêu cự là 26mm, chúng ta có thể chụp được những cái cảnh vật di chuyển và bắt được cái khoảnh khắc từng lát cắt cuộc sống. Và khi chúng ta du lịch ở những cái nơi xa xôi hẻo lánh giữa trời và đất, núi và rừng như thế này, hoàn toàn có thể bắt được những cái khoảnh khắc và cái góc rộng các bạn 120 độ với cái tiêu cự là 13 là super wide angle. Và chính vì cái khẩu độ là 1.8 luôn các bạn mà hoàn toàn có thể chụp và quay video 4K 60 frames per second trong điều kiện ánh sáng thiếu, thì tự động chức năng Night Mode sẽ tự động bật lên thì nó tránh được cái hình mà cái da người skin tone nó không bị noise hoặc bị sần. Và chính vì cái chất lượng ống kính 1.8 như bạn thấy, hình rất là mượt và góc rất là rộng, và cái giảm xám trong hình trắng đen thì cũng rất là nghệ thuật. Và slow mo selfie lần đầu tiên, và với ống kính camera phía trước có thể quay 120 frame per second và chất lượng 4K. Thì như bạn biết cái slow motion quay chậm thì nó tạo nên những kịch tính và cái thời gian nó đông đầy, thì làm cho cái phim của chúng ta quay nó sẽ 3 pro và nó mang tính chất là cinema hơn. Và 6 màu cho chúng ta lựa chọn như bạn thấy, và không những là selfie lấy nhận diện được cái khung hình, cái khuôn mặt của người, mà ngay cả thú cưng như là chó, mèo cũng nhận diện bằng ống kính phía trước. Và Night Mode như bạn thấy là một trong chức năng rất là tuyệt vời trong điều kiện thiếu sáng, không cần phải bật đèn flash lên. Và chính vì cái camera nó mở rất là rộng 1.8 ở cái khẩu độ lấy ánh sáng vào trong điều kiện thiếu sáng và rất là tự nhiên. Và màu của camera iPhone các bạn biết nó thực và nó đời thường hơn là màu của ống kính Samsung, nó quá chói và quá tươi các bạn. Đó, bạn thấy cái độ tương phản và chất lượng ống kính vậy làm cho hình ảnh rất là mượt mà. Và wide angle hoàn toàn chụp ngang, có thể lấy được cái bề ngang của cảnh vật một cách dễ dàng, đúng không các bạn? Và chúng ta có thể di chuyển giữa hai cái ống kính dual camera của iPhone 11 bằng một cái tắc sờ rất là nhẹ. Và chính vì cái con chip là A13 là siêu quái vật rất là khủng, cái độ xử lý gấp đôi so với con A12, con chip xử lý trong iPhone 10 XR và XS năm ngoái, làm cho cái chuyển cảnh giữa các tiêu cự khác nhau dẫn đến mượt mà. Và ta thể slow motion một người trước mặt chúng ta quay ngang thì chúng ta có thể lấy được, nhận diện được nhiều cái khuôn mặt khác nhau ở 120 frame per second, và chất lượng video là 4K rất là cao các bạn. Lần đầu tiên
kính trước của camera có được chức năng này. Và tóm lại như bạn thấy 4K chất lượng ha, và chống nước ở cái độ sâu là 2m và trong vòng 30 phút và 6 màu. Đối với cái iPhone 11 với giá khởi điểm ban đầu là 699 thì Apple hoàn toàn có thể chạm tới cái túi tiền tiêu dùng của người tiêu dùng trên toàn thế giới. Đây là hình ảnh của iPhone 11 Pro và Pro Max. Như bạn thấy cái điểm nhấn ấn tượng ban đầu đó là cái hệ thống ba cái camera ở góc trái lồi lên như mắt con cá vàng và có khả năng chịu được thời tiết xấu, dìm trong hồ bơi ở độ sâu lên tới 2m và thời gian chịu đựng có thể lên tới 30 phút. Và điều này đã được test trong nhà máy sản xuất Apple như các bạn thấy trong hình vẽ. Và điều này rất là quan trọng đối với những người mà quay phim chuyên nghiệp, vì khi bạn quay đám cưới hoặc là vlog cho các kênh YouTube của bạn thì trời mưa các bạn vẫn phải tiếp tục. Và bên trong đó là cái vẫn là con chip A13, đúng là con quái vật có độ xử lý gấp 2 lần so với A12 của Apple iPhone XR và XS năm ngoái. Và đây, chính con chip này nó khiến cho cái phần chuyển cảnh giữa cái tiêu cự khác nhau trở nên mượt mà. Đây hệ thống triple camera, 3 camera và trên là cái đèn LED, nhưng mà có lẽ ít khi sử dụng bởi vì cái ống kính độ mở là 1.8 để đưa ánh sáng trong điều kiện thiếu sáng, và telephoto với cái tiêu cực là 52mm và cái khẩu độ là 2 chấm, hoàn toàn chúng ta có thể bắt được hình ảnh ở xa như chụp về thể thao hoặc là máy bay bay trên trời. Như bạn thấy đây là Seafair ở tiểu bang Washington, và đây ống kính wide angle, ống kính góc rộng với cái tiêu cực là 26mm và cái khẩu độ mở rộng nhất có thể là 1.8, đưa ánh sáng vào trong điều kiện thiếu sáng và ultra wide. Đây là ống kính siêu rộng với cái tiêu cự là 13mm và cái khẩu độ là 2.8. Chúng ta có thể hoàn toàn vừa đi du lịch vừa bắt được cái cảnh vật đồi núi, mây hồ, sông biển với góc rất là rộng 120 độ, và cũng như là các cái kiến trúc chẳng hạn như là tháp Eiffel hoặc là nhà thờ Đức Bà mà chúng ta không cần phải lui về phía sau các bạn. Và chính vì cái ống kính chất lượng như vậy mà cái độ tương phản của hình trắng đen cái dải xám rất là cao, và chúng ta hoàn toàn không cần sử dụng đèn LED như bạn thấy. Bởi vì nếu mà khi quay video hoặc là chụp hình sử dụng đèn LED thì ánh sáng nhân tạo thì hình nó sẽ bị màu, nó bị lệch lạc, nó xử lý rất là mượt mà trong điều kiện ánh sáng thiếu. Đây là cái video 4K và 60 frame per second, bạn thấy cái độ tương phản rất là tuyệt vời nhờ con chip xử lý A13 cộng với chất lượng ống kính nổi trội, vượt trội so với Samsung. Và đây là hình ảnh các bạn thấy xe quay và những cái dải màu sáng tối và đặc biệt dải xám rất là rộng và khả năng chịu được nước, hệ thống camera triple. Đây là cái điểm nhấn ấn tượng giống như cái đồng hồ Apple Watch đặt ở cái góc trái các bạn, và con chip A13 là đúng là siêu quái vật ha. Và cái RAM lên tới 4, 5 và 6 cho cái dòng 11, 10 một Pro và 11 Max. Với hai dòng sản phẩm Pro và Pro Max thì cái màn hình là Super Retina nha các bạn, với cái tỷ lệ là 2:1, tức là độ phân giải cực kỳ cao và rất là thích cho các bạn chơi game cũng như là các bạn dân đồ họa cần cái dải màu có độ chính xác cao và độ phân giải cao. Và kèm với hai dòng sản phẩm Pro và Pro Max là một cái sạc nhanh không dây 18W. Riêng tới với dòng 11 thì không có đi kèm cái sạc nhanh các bạn, bởi vì cái giá của hai dòng sản phẩm Pro và Pro Max thì là giá khởi điểm là 999 đô và 1099. Giá khởi điểm nghĩa là cái RAM thấp nhất là 64GB, nhưng mình đặt con Pro Max với cái RAM là 512 thì giá có thể lên tới 1500 đô so với giá ban đầu là 1099 cho con Pro Max. Và nói tóm lại, chính nhờ con vi xử lý A13 cực mạnh cùng với hệ thống ba cái camera với tiêu cự 13mm góc rất là rộng, có thể lấy toàn bộ phong cảnh phía trước cũng như là chiều cao của các kiến trúc. Và chính nhờ con vi xử lý A13 nó giúp cho việc chuyển cảnh giữa các tiêu cự khác nhau trở nên mượt mà hơn bao giờ hết.
với hai dòng sản phẩm sau Pro và Pro Max thì ống kính selfie quay trực tiếp mặt chúng ta các bạn, với cái tốc độ chậm là 120 frame per second và chất lượng video là 4K. Lý do tại sao các bạn? Bởi vì một cái video mà nó mang cái tính cinema thì nó phải gồm 3 yếu tố bạn, tức là trong đó phải có những cái cảnh quay chậm thì thời gian đông đầy và động lại để nó gây ấn tượng, và thứ hai nữa là cái gì các bạn, là cái âm nhạc phải thích hợp, mà trong bất cứ cái iPhone nào cũng có cái thư viện âm nhạc và miễn phí, và chúng ta có thể tải có phí vào để nó diễn tả cái nội tâm và những cái nhịp của từng cái thước phim trong đó. Và thứ ba nữa là mình nghĩ là trong tương lai năm tới hoặc sau nữa thì Apple sẽ cho ra những cái iPhone mà bên cạnh đó đi kèm với một con flycam, tức là con drone bay trên trời điều khiển thông qua cái màn hình của iPhone, để cái camera nó tạo nên những cái thước phim video mang cinema rõ hơn các bạn. Và 11 Pro Max đúng là một cái tuyệt tác sắc ra miếng và dành cho những phóng viên tác nghiệp chuyên nghiệp nhé các bạn, hoặc là những vlogger hoặc là youtuber để tạo ra những thước phim video mang tính cinema và pro nhé các bạn.